Hello cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại dưới góc tâm sự của Hailey nha. Hôm nay Hailey ăn món gì đây? Món mắm chưng đúng không cả nhà? Đậu phộng đây gì? Đậu rồng và đậu bắp cùng với ớt của món mì chồng. Thích Hailey rất là thích ăn ớt này luôn á cả nhà ơi. Trời ơi nhìn kìa. Ăn này được đâu mà ăn. Thằng thi quỷ cả nhà. Nó ăn cái cây đậu rồng của Hải Liên nè. Món ăn dễ thương lắm. Cái tay nó để lên gì của nó dĩnh nó ăn là y chang như là người mình vậy đó. Dễ thương. Uống gì cả nhà thấy được ha. Cái này không thích ăn đâu. Thích ăn với đậu rồng hơn. Chắc không phải là khẩu vị của Hải Liên. Hải Liên không có thích ăn đậu bắp. Phải có dưa leo nó ngon cả nhà. Mình tao không có đi chợ á. Nguyên một ổ to nha cả nhà. Có 15 đô à. Bằng một tô phở. Mà cái này mình ăn được mấy lần mấy người luôn. Còn tô phở thì chỉ có một người thôi. Những gì có ăn được đâu mà nhìn. Anh nhìn lên, anh đòi ăn. Mà sướng một chỗ á là nhà thấy lì hết đồ ăn và thấy đi thèm nữa gọi điện thoại trong vòng cho chỉ 3 tiếng thôi và chị sẽ nấu được cho mình ăn liền luôn. Còn nhiều khi mấy cái món đồ ăn khác á người ta up lên á người ta phải nhận order trước mình mới có ăn, còn này thèm không có đồ ăn gọi đi hoặc call liền rất là tiện lợi đúng không cả nhà. Mà không phải là đồ ăn làm sẵn và hâm lại cho mình đâu, chỉ chân tại chỗ cho mình luôn nó mới fresh, nó mới ngon. Ngon lắm cả nhà. Nó vừa ăn không có mặn. Quá ngon. Tê tái. Mẹ ơi, bà cho con nước rồi mà. Ăn mắm mà không có nước. Ừ, nước ngọt cho nó teo. Nước ngọt. Có gừng nữa nha, có gừng. Ăn rất là ấm bụng. Không có ăn được nó con, nhìn ngoài con hả? Tội nghiệp lắm. Mấy em Long ở nhà thấy rồi á. Ăn là thấy được đúng á. Ăn gì thấy là cũng đút nhân chứ không, cái này không phải là cho ăn đồ ăn chó không? Không thích. Mình ăn cái gì ngon mình phải cho chó mình ăn. Mà tại này mắm á cho nên ăn không được. Chứ thôi là ăn thịt bò như bít tết ở nhà hiểu không? Hãy đi mua đồ ăn ở ngoài nhà hàng. Ăn bít tết đàng hoàng luôn. Mà cuối cùng á thấy thì nhìn đôi nãy thấy toàn là ăn rau với ăn cơm không à. Còn bít tết ngon, miếng ngon vậy không phải là bít tết thường nha. Thấy đi mua loại thượng hạng á. Rib eye rồi đó. Nhìn qua nhìn lại lúc tàn là chó ăn không hay là ăn gáo hay ăn cơm vậy đó, hy sinh vậy đó. Người ta nói ăn đồ ăn thường của mình á không tốt cho chó đó, thấy gì á, cái đó là sai. Chó hay là Pinky đó, người ta nói loại của Pinky á sống khoảng 10 tuổi là chết, 12 tuổi là chết. Pinky đã 10 tuổi rồi vẫn sức khỏe bình thường, không có gì hết, mạnh khỏe luôn, chạy nhảy bình thường. Yuki cũng đã 7 tuổi luôn, rất là mạnh khỏe. Trời ơi, con đừng có ăn này con. Ngoại quá à. Tại sao hamburger không có tốt cho sức khỏe? Nó những người ta vẫn ăn. Thì cái gì tụi nó ăn, mình ăn ngon thì phải cho tụi nó ăn thôi. Đó như thế là như vậy. Chứ không có cấm cử. Thế tỷ nó có chết đi, nó cũng chết trong sự sự vui và hạnh phúc.
Thì cả nhà mình á, đây hết liền á, món này rất là ngon. Nhưng mà cả nhà mình á, muốn thử thì hãy thử một lần đi. Tại vì mỗi một người cũng có mỗi cái khẩu vị khác nhau. Chứ nói đi không có phải là nói là nó xạo. Ngon hay không ngon là nhận xét của mỗi một con người. Cho nên cả nhà muốn thì cần thử nha. Trời ơi, nó quay đầy phòng cái gì luôn rồi. Bị mất cục ấy. Thôi liền dừng video tại nhà nha cả nhà. Thương cả nhà nhiều lắm. Video này ngắn, Hán liền sẽ gắn upload lên cho nó nhanh để cho cả nhà theo dõi Hán liền, đừng có quên Hán liền nha. Mai mốt Hán liền sẽ tâm sự thêm những cái chuyện đời của Hán liền nữa. Bây giờ bị mất ngạn rồi. Xin lỗi cả nhà, cái móng tay chịu hay đi làm rất là đẹp. Hay đi buồn hay đi ngồi tháo hết chưa. Cho nên nhìn nó ghê quá cả nhà, thông cảm nhận liền nha. Mời cả nhà thương cả nhà rất là nhiều.